Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ đến với các bạn một món ăn thật là ngon, đẹp mắt và đơn giản dễ thực hiện, được làm từ nguyên liệu đó là cà tím cũng như là chả cá nha các bạn. Thì hôm nay mình sẽ làm món cà tím nhồi chả. Thì để làm được món này thì ở đây mình có tìm mua được là 4 trái cà tím nè các bạn. Và mình cân lên được là 550g. Tiếp theo nữa đó là chả cá. Đây là cá ảo nha các bạn. Các bạn cũng có thể là thay thế bằng những cái loại chả cá khác như là cá thác lát vẫn được. Một chút nữa mình sẽ đi chế biến và mình nhồi để cho cái phần chả cá này dai ngon. Rồi gốc hành lá. Rồi đây là gia vị nêm nếm như là đường, tiêu, muối, hạt nêm, ớt bột. Và đặc biệt hôm nay là mình sẽ dùng cái loại này nè các bạn, muối tôm xá sùng ha. Đó thì mình sẽ thay thế hoàn toàn cho bột ngọt nha các bạn. Ăn rất là tốt cho sức khỏe luôn. Rồi về nguyên liệu nè, gia vị cũng như là liều lượng như thế nào, cụ thể thế nào thì mình sẽ ghi lại ở phần chú thích mô tả, hoặc là mình ghi ở phần bình luận, các bạn vào đó các bạn xem lại giúp mình nha. Bây giờ thì mình làm đến đâu mình chia sẻ đến đó hết các bạn. Đầu tiên thì các bạn sẽ đi đập dập gốc hành lá, các bạn băm nhuyễn. Tiếp theo chúng ta sẽ đi quất chả nha các bạn. Ở đây mình có là 250g cá ảo. Đây nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ nêm nếm gia vị vào đây ha. Với 250g cá ảo thì mình cho đây nửa muỗng canh đường. Rồi mình cho vào đây một muỗng cà phê muối. Tiếp tục cho vào đây một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng cà phê ớt bột. Đây là gốc hành băm nhuyễn. Cho đây một xíu tiêu xay. Rồi cuối cùng thì các bạn sẽ cho vào đây là nửa muỗng cà phê muối tôm xá sùng. Thay thế hoàn toàn cho bột ngọt nha các bạn. Rất là thơm luôn. Và xá sùng của các bạn là đặc sản ở tỉnh Quảng Ninh đó các bạn. Mình cho vào đây. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn để mình quết cho dễ nha các bạn. Khoảng nửa muỗng canh dầu ăn ha. Mình nhắm chừng nè. Rồi các bạn sẽ quết cho đến khi các bạn thấy là chả cá dai và thấm gia vị là được ha. Các bạn vừa quết các bạn xoay tròn như thế này. Nếu mà số lượng nhiều của các bạn thì các bạn sẽ cho chả cá vào trong cái túi zip, các bạn nhồi sẽ nhanh hơn. Nhưng mà ở đây số lượng chả cá ít cho nên mình sẽ quết bằng muỗng nha. Đây ha các bạn, mình quết 5 phút là các bạn sẽ thấy nè. Đó, chả cá dai như thế này luôn nè các bạn. Bây giờ thì các bạn sẽ để sang một bên, mình bọc thực phẩm lên nha. Để mình đi chuẩn bị cà tím á các bạn. Đó, lên màu đẹp nè các bạn, do là mình có cho ớt bột đó. Tiếp theo mình chuẩn bị ở đây là một thau nước sạch, cho vào đây một muỗng canh muối. Rồi cà tím, các bạn sẽ cắt bớt cái cùi cà nè. Rồi bây giờ các bạn sẽ chẻ đôi nha. Tạm thời thì mình sẽ ngâm vào trong thau nước muối pha loãng nha các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị hai chiếc đũa như thế này. Rồi bây giờ các bạn sẽ sắc xéo như thế này. Rồi các bạn lại cho vào trong thau nước muối pha loãng. Các bạn lại tiếp tục các bạn ngâm nha, để tránh cho cà nó bị đen nha các bạn. Đó, mình cắt như thế này. Không biết các bạn có thấy rõ không nữa. Các bạn sẽ ngâm cà sau khi mình đã khía như thế này. Các bạn ngâm vào trong nước muối pha loãng nè các bạn. Các bạn ngâm thêm khoảng thời gian là 20 phút. Sau 20 phút thì mình sẽ quay trở lại mình tiếp tục món ăn của mình ha. Rồi sau khi các bạn đã ngâm trong nước muối pha loãng được 20 phút, bây giờ các bạn sẽ cho ra ngoài một cái rổ thế này cho thật là ráo nước. Rồi trước khi mà các bạn mình nhồi chả cá thì các bạn sẽ dùng khăn giấy nè các bạn. Các bạn thấm cho miếng cà nè, khô ha.
Rồi đây ha các bạn, đây là cà tím sau khi mình đã nhồi chả cá nè các bạn. Thì không nhất thiết là các bạn sẽ khía những cái hình dáng giống như của mình ha. Các bạn khía như thế nào để cho các bạn khi các bạn nhồi chả cá vào thật là dễ dàng là được. Và các bạn lưu ý nha, trước khi các bạn nhồi chả cá thì mình cũng đã chia sẻ đó với các bạn sẽ dùng khăn giấy các bạn thấm cho thật là khô miếng cà, sau đó thì các bạn mới nhồi chả cá vào. Như vậy thì khi mình chiên á sẽ không có bị văng dầu nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đi chiên cà. Rồi các bạn sẽ cho dầu vào chảo, mình chờ cho dầu sôi nha các bạn. Mình sẽ để mức lửa trung bình. Sau đó thì mình sẽ cho cà vào mình chiên ha. Rồi bây giờ mình sẽ vớt ra nha các bạn. Tiếp theo mình sẽ đi chuẩn bị nước sốt nha các bạn. Mình cho đây 150ml nước lọc. Cho vào đây một muỗng canh dầu hào. Mình nhắm chừng nha các bạn. Một muỗng canh tương cà. Nửa muỗng canh nước tương. Rồi cuối cùng mình sẽ cho vào đây nửa muỗng cà phê, muối tôm xá sùng, thay thế cho bột ngọt nha các bạn. Rồi các bạn sẽ bật bếp lên, mình sẽ nấu cho cái nước sốt này hòa quyện cũng như là hơi sánh lại. Mình sẽ cho cà mình đã chiên, mình cho vào đây ha, mình rim. Rồi lúc này các bạn thấy là nước sốt của mình hơi sánh lại và rút được một nửa nè các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cà tím mình đã chiên vào. Rồi các bạn sẽ để mức lửa trung bình và các bạn sẽ rim trong khoảng thời gian là 5 phút, mình đậy nắp. Rồi đã hết 5 phút hết các bạn, bây giờ thì mình sẽ tắt bếp. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong món cà tím nhồi chả cá. Và nếu như các bạn cảm thấy yêu thích món ăn của mình ngày hôm nay thì đừng quên cho mình một like và đăng ký kênh ủng hộ cho mình, cũng như là chia sẻ cho thật nhiều bạn bè để biết thêm một món ăn được làm từ nguyên liệu đó là cà tím. Một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chúc các bạn thành công và ngon miệng. Hẹn gặp lại các bạn vào những món ăn ngon tiếp theo. Bye bye!